Xin chào anh em, mình là Kim Quyên. Hôm nay mình sẽ nói đến đây là một thương hiệu mà chắc hẳn anh em nào cũng biết, đó chính là thương hiệu CAVS. Dòng sản phẩm mới nhất mà thương hiệu này cho ra mắt đó chính là dòng sản phẩm Vanker S5000 Gold. Model Vanker này vừa hay phù hợp với hai tiêu chí đó chính là siêu chất lượng và siêu tiết kiệm. Những dàn âm thanh đại gia nào đang gặp tình trạng hú rít khi hát karaoke hoặc cho ra chất âm không hay, không đủ chi tiết đều có thể sử dụng ngay em này để chấm dứt ngay tình trạng đó nha. Điểm đặc biệt của dòng này đó chính là khả năng cắt hú chuyên nghiệp, anti feedback, hiện đại và thông minh. Ngoài ra còn tích hợp trong mình hai bộ tạo vang chuyên nghiệp cho tiếng hát mượt mà, trong sạch và ấm áp hơn. CAVS S5000 Gold còn tích hợp trong mình khả năng kết nối không dây, vừa tiện lợi vừa dễ sử dụng trong việc kết nối Bluetooth. Hình thức bên ngoài được thiết kế khá tinh tế, phủ một lớp sơn màu vàng đồng sang trọng và lịch lãm. Nếu như anh chị có điện thoại hay iPad đều có thể sử dụng để kết nối với chiếc mixer này để hát karaoke mà không cần đến đầu karaoke bởi tính năng kết nối không dây của nó. Ngoài ra đầu của mixer có tích hợp cổng optical, anh chị có thể kết nối từ TV xuống mixer để xem phim, hay hơn rất là nhiều so với xem phim bằng loa TV thông thường. Khi anh em muốn nâng cấp dàn karaoke của mình, có phải đang nghĩ đến việc phải nâng cấp toàn bộ bằng cách mua loa karaoke, mua âm ly hay là mua micro, chi phí thì không dưới 10 triệu đồng. Vậy tại sao anh em không nghĩ ngay mua ngay con CAVS S5000 Gold này chỉ với 3 triệu đồng tại VDA thôi, tiết kiệm được đến 1/3 chi phí cho anh em lận.